Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập RCI tuyển sinh, dự án dạy nghề về cải thiện môi trường làm việc hòa nhập cho thanh niên khuyết tật Việt Nam. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập RCI. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập RCI, Research Center for Inclusion. Hoạt động của RCI. RCI hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em và người khuyết tật do bệnh phong gây ra. Những can thiệp chính của RCI. Nghiên cứu và vận động chính sách về người khuyết tật, giáo dục hòa nhập, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng, thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Vui lòng xem thêm thông tin về RCI tại đường liên kết rci-nlr.org. Giới thiệu dự án dạy nghề và cải thiện môi trường làm việc hòa nhập cho thanh niên khuyết tật Việt Nam. Thông tin chung về dự án được tài trợ bởi quỹ Lilian Fonds. RCI thực hiện dự án dạy nghề và cải thiện môi trường làm việc hòa nhập cho thanh niên khuyết tật. Dự án hướng tới tăng cường cơ hội tiếp cận với việc làm phù hợp cho thanh niên khuyết tật được thực hiện trong 3 năm. Địa bàn triển khai dự án tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng tuyển sinh hợp lệ, thanh niên khuyết tật Việt Nam bao gồm thanh niên khiếm thính, khiếm thị, điếc, mù, thanh niên khuyết tật vận động và tự kỷ, độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, có nguyện vọng đăng ký tham gia dự án dạy nghề và cải thiện môi trường làm việc cho thanh niên khuyết tật. Quyền lợi của học viên: tư vấn định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu, đào tạo nghề có chứng chỉ, tập huấn các kỹ năng liên quan đến tuyển dụng, tham gia các khóa huấn luyện học việc đồng đẳng, tư vấn tâm lý. Hỗ trợ tìm kiếm và ứng tuyển việc làm. Các khóa đào tạo nghề, thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh bất động sản, bán hàng và marketing online, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng và pha chế, làm tóc và làm móng, xoa bóp bấm huyệt. Các khóa học chính thức có thể thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của học viên. Thời gian mỗi khóa học dự kiến sẽ kéo dài trung bình trong 6 tháng. Điều kiện xét tuyển: ứng viên vượt qua cuộc phỏng vấn đánh giá khả năng năng lực học nghề của thanh niên khuyết tật tại văn phòng của RCI. Ứng viên cam kết tham gia học nghề và làm việc sau khi trúng tuyển. Quy trình sau khi trúng tuyển bao gồm các bước: định hướng nghề, học nghề tại trung tâm dạy nghề, học kỹ năng mềm, thực tập tại doanh nghiệp, tìm việc. Hồ sơ ứng tuyển, sơ yếu lý lịch có ảnh đính kèm, không yêu cầu xác nhận của phường. Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh. Giấy chứng nhận khuyết tật không bắt buộc. Thời gian tuyển sinh và nơi nộp hồ sơ: từ nay đến 31 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập, phòng 307 và 308, nhà E1, khu ngoại giao đoàn Trung tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, hoặc bản scan hồ sơ gửi về địa chỉ email bích.nguyen@nlrmekong.org.